khu vực phía bên này thì Việt vẫn còn đang nuôi những cái phôi. Hình ảnh đầu tiên là một cây mai chiếu thủy lá nhỏ. Cái này chừng hai năm nữa hoàn thiện, để bây giờ thì vẫn còn tiếp tục lên sao. Phần thân cũng lọ mát đây. Cái này thì từ đấu là hoàn thiện. Do thời tiết trưa nắng là hình ảnh nó không được rõ lắm. Anh em nào ở gần Phổ Quang thì chúng ta có thể ghé thăm và thưởng thức giao lưu. Tiếp tục mời cả nhà thưởng thức một cái tác phẩm dúi. Cái này thì vừa rồi nhà vườn mới lẹt lá và mới lòm lại nên là cây và hiện giờ đang cho lọc rất là đẹp. Tục mà gà quý vị và các bạn chúng ta thưởng thức một tác phẩm mà dúi quái. Cái này có cái đường thân khó tả, thì nghệ thuật có thể quan sát cái góc nhìn ha. Đây là cái mặt đối diện của cái tác phẩm này. Dữ quái này. Hiện giờ thì
việc sở hữu cũng khá nhiều những phâu dú đẹp và tiềm năng. Cái này có giò tán đẹp quá. Tiếp theo mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức một cái phâu si. Cây này thì quá dở. Xe này được không? Tiếp tục mời quý vị và các bạn chúng ta thưởng thức một con phô dúi nghệ thuật. Cây này thì cũng hoàn tầm trung. Ta chuyển đến thưởng thức cái mặt đối diện của cây dúi. Mái phâu nhưng đẹp tương lai. Anh em nào quan tâm tới những cái phâu dú thì chúng ta có thể liên hệ giao lưu. Để kết thúc của video, ghé thăm không gian vườn cảnh của anh Trần Quốc Việt mà các bạn thưởng thức một tác phẩm. Cây này thì nhỏ, một người bê nhẹ nhàng. Nhưng mà có cái đường thẳng đẹp quá. Vườn anh Việt là chủ yếu rồi. Dúi và hải châu, những dàn khó thể ít. Ở khu vực phía bên này thì hiện giờ thì nó vẫn còn tiếp tục nuôi những cái phâu. Có một cây lộc vườn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là cái mặt đối diện của cái tác phẩm dối trước của mình chia sẻ đi anh em. Wow.